Các bạn thấy đây là một trong những con bổi mình đang vực. Các bạn thấy treo nó cứ nhảy tành tạch suốt à, đúng không ạ? Đang đứng rất là xa nhưng mà nó vẫn rất nhảy nhá. Đây một góc nữa này à. Thế thì để giảm thiểu cái vấn đề nhảy cho những con bổi lưỡi như thế này, mình sẽ đặt nó xuống đất nhá. Đây mình quay rất là thực tế để cho anh em có thể là dễ dàng anh em nhìn được. Đây các bạn nhìn, đặt ngay được xuống đất. Một tí lên cầu bây giờ. Đấy là góc một con này. Con này nó đỡ hơn rồi thì mình có thể treo, hoặc không mình sẽ để ngay được xuống dưới góc này. Ngoan luôn. Đây là những con tương đối là thuần rồi. Mình sở thích rất thích thuần bổi nha các bạn. Đấy, tương đối là đứng rồi các bạn. Các bạn có thể là đang nghe thấy cái con chòe than bổi nó hót. Đây. Đây, các bạn thấy không? Đây. Con này mấy mùa rồi, gần 4 vụ rồi các bạn. Đứng đây tí cho các bạn xem nó hot nhé. Đứng gần nó vẫn còn nhảy, đứng xa một tí nó hot ngay rồi. Đây. Các bạn thấy chưa? Đi khuất bóng mình một cái là nó hot ngay. Bây giờ mình quay trụng nó nhé. Đứng ra cái bắt đầu chào chào. Đợt này mình nuôi khá là nhiều, lâm ra mình phải treo mỗi con một chỗ đây. Các bạn thấy cho nó khuất cái bọn này đi. Đây, con ngoài này cũng đang chơi. Còn dưới tầng thì còn rất là vài con nữa cơ. Đây, các bạn thấy ngoan luôn không? Đỡ nhảy không? Đấy, con này thì nó là con mái thôi, mái bổi. Nhưng mà tuy nhiên là mình có sở thích rất thích thuần chim bổi kể cả mái. Mặc dù nuôi nó hơi lâu một chút, nó phải mất mấy mùa cơ, nhưng mà sau nó sẽ rất là hay. Đây, cho các bạn xin tĩnh rồi cho bạn xem. Đẹp không? Nhảy nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Vậy thôi, ở nhà mình nuôi thì thoảng cứ lên xem nó rồi tắm táp cho nó ngoan. Con này đang nhảy tích tích này nhá. Con chòe kia nó hót to quá. Đây, đây, đang nhảy trao này nhá. Ok. Đặt xuống đây. Các bạn nào mà góc nghiêng góc tường góc nhà có thể là để được, nhớ che cái nóc nó vào ngoài ngày. Ui sỏng hết ghế, mãi quay clip sỏng hết cả ghế. Và tiện đây thì mình cũng xin lưu ý với cả nhà nhé, trong cái quá trình mà thuần dưỡng cái con chòe than bổi như thế này ấy, thì chúng ta cần linh hoạt trong cái quá trình mà chúng ta thuần dưỡng. Ví dụ như chúng ta có thể đặt đất này theo phần lớn các con, nhưng tuy nhiên thì cũng có những con cá tính, tính nét của từng con có thể nó chưa thích nghi được ngay, thì chúng ta cũng phải bắt nhịp dần dần là gì, đặt thấp rồi đặt cao đấy. Và cũng không thể những cái con mà nó không thích ở dưới đất lại bắt nó ở dưới đất được đấy. Ok chưa ạ? Và
sau một thời gian thì con chim nó đứng đứng rồi. Ví dụ như con này chẳng hạn thì chúng ta có thể treo lên tầm cái tầm đầu người hoặc quá đầu người một chút, treo góc tường cho mình. Đấy, như ban đầu mình treo đấy. Đúng không ạ? Đây mình treo lên nhé. Thì cũng được. Đấy. Treo nó lên, ok, treo một góc. Vẫn ok đúng không ạ? Nhảy khôn nhẹ nhàng rồi. Đấy, cho nên là gì? Chúng ta cần linh hoạt trong quá trình thuần dưỡng. Còn con này nó hơi nhảy mình vẫn để xuống dưới. Và một cái điều nữa lưu ý với các bạn đó là gì? Sau một quá trình mà nó thuần hơn như thuần hơn mức độ này rồi nhá, như mức độ con đen này, thì chúng ta có thể cho sang cái lồng lớn hơn, khoảng lồng size 42 như ở ngoài kia. Đấy, tại sao như vậy? Bởi vì là khi chúng ta nuôi ở cái lồng thoải mái hơn thì con chim sẽ hạn chế tật lỗi hơn. Đấy, hạn chế tật lỗi. Còn ví dụ như mình thuần tầm khoảng 2 tháng chẳng hạn, con chim ok rồi lúc đầu nhé, tầm khoảng tháng đầu thì mình để dưới này chẳng hạn. Sang tháng thứ 2 mình thấy con chim nó đứng đứng rồi, mình có thể treo lên một chút đi. Ok chưa ạ? Sang thứ 3, thứ 4, thứ 5 thì mình có thể cho ra cái lồng lớn này để cho con chim nó thoải mái hơn. Thế còn cái thời gian thuần dưỡng nó tùy thuộc vào từng con chim, không con nào giống con nào cả. Và nó còn tùy thuộc vào không gian và cái cách thuần dưỡng quan tâm của các bạn tới nó. Do vậy là cái thời gian để đặt để lồng chim hay là di chuyển lồng chim, thay đổi kích cỡ lồng chim thì tùy thuộc vào cái cảm nhận của các bạn với cái độ thuần của từng con chim đó. Còn nếu nuôi một thời gian mà nó vẫn chưa thuần, do bạn chưa có điều kiện quan tâm nó nhiều, thì cứ thuần tiếp tục, thuần tiếp và làm theo như vậy nhé. Đấy, cho mình nhấn mạnh lại là chúng ta cần linh hoạt trong cái quá trình mà chúng ta thuần dưỡng cái con trời thai. Đấy, lưu ý nhé, con nào mà tùy theo tính nết của nó, nếu không mà chúng ta gò ép nó quá, nó không thích ở dưới mà gò ép nó quá thì rất có thể nó sinh lỗi. Hay là con chim nó không thích ở trên, nó nhảy nhiều quá thì để nó dẫn tới suy chim mất lực, thì chúng ta nên hạ nó xuống. Đấy, thì để nó đỡ suy chim mất lực. Còn ở dưới mà nó không thích thì mình lại phải cho lên trên. Ok chưa ạ? Thì để cho nó hạn chế tật lỗi cho nó. Đấy, mình nhấn mạnh lại để cho anh em cùng xem. Đấy, vị trí này nó không thích hợp, mình chuyển vị trí khác, làm sao cái mặt phía sau của nó phải là điểm tựa thì chúng nó mới ngoan được nhé. Bạn thấy nhẹ nhàng rất nhiều không ạ? Đây là mình quay rất là thực tế để cho anh em có thể nhìn rồi phối hợp nuôi ở nhà các bạn sao cho hợp lý. Đây mình che những cái này để cho nó không nhìn đến nhau. Tiện đây để trả lời các bạn một số câu hỏi mà số anh em hay quan tâm, đó là nuôi các loại chim này có thể nhìn thấy nhau được không. Thì chia sẻ các bạn luôn là cùng loài thì cố gắng là không để nhìn thấy nhau. Đấy, nhưng mà nếu mà khác loài, ví dụ như đây khác loài thì có thể là xòe với màu có thể nhìn nhau. Ok đấy, ok được nhé. Còn cùng loài tốt nhất là cách xa nhau ra, đừng để nhìn nhau. Con này mình không để nhìn nhau đâu. Và tiện đây thì mình cũng chia sẻ luôn. Đấy, mình vừa bỏ trên góc kia xuống đây này. Nuôi nhà mình thì rất đơn giản nhá. Đấy, đây là con bồi, các bạn thấy không? Mình vừa để cái đồ ăn này, nhìn này. Để mấy con dế này. Ngày cám thì vẫn cám chim đất Việt của nhà mình thôi. Đấy, vẫn đẹp như thế này. Đấy, để mấy con dế nó thấy ăn cái là nó phấn khởi không? Đây. Ví dụ ngày cho ăn vài con dế này. Ok, để em đây chị. Đấy, các bạn thả cống mình thả mà không đây. Chú chết chạy mất một con. Đây, cho hai con dế, một tay cầm điện thoại, một tay quay chim. Đây, thấy chưa? Ok, nãy thì treo nó ở đây. Đấy, chia sẻ rất là thực tế cho anh em cùng xem nhé. Đấy. Bây giờ đang là buổi trưa trưa, mình rảnh lên cho ăn hai con dế. Đấy thôi, bọn này cũng thế. Đây đây, đây nhá, cho hai con dế ăn thế thôi, không cần ăn nhiều quá đâu, vừa phải thôi. Dế hôm nay đang lấy con dế bé này, nhưng mà dế hay đang hết nên ta phải cắt dế cánh ăn. Đây thấy chưa, này thả đây cho hai con đâu, còn mỗi con đây. Cho nữa.
bắt mấy con nữa cho ăn. Cám thì vẫn cám của nhà mình thôi, cám chua đất Việt đây các bạn nhìn đó. Cám chòe thì 200 một cân, miễn phí ship trên toàn quốc luôn. Số điện thoại địa chỉ của nhà mình đây, bạn nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với nhà mình. Nuôi rất là nhàn thôi, vì trong thành phần cám mình đã cân đối rất là ok rồi. Thế còn bạn nào mà muốn căng lửa đi thi thì sẽ có một cái chế độ, ví dụ mồi tươi có thể là hơn một chút đi. Nhưng bình thường mà nuôi chơi hót ở nhà để mà hót đau đầu rồi thì có lẽ rằng là nuôi như nhà mình thôi. Ngày vài con dế, 2 con, 4 con, 5 con gì đấy, tùy các bạn nhé. Đây cho mấy con này ăn thêm, đây con lửa này, lửa cũng thế. Đấy. Này mà thấy mồi thích lắm. Đó, các bạn thấy không ạ? Đây là con lửa mình nuôi từ truyền lên bây giờ được khoảng mấy tháng rồi. Mình đã chia sẻ nhiều clip và cái lứa lửa vừa rồi đó mình gột 6-7 con đều hót thành công cả. Và hót rất nhanh, hót nhanh hơn cái bọn chòe than này rất nhiều nhé. Chòe than này có nuôi cả năm nhưng bọn chòe lửa truyền này nhiều khi mà nuôi vài tháng hót luôn. Háo ăn. Đây, cho con dế đây. Được chưa? Đấy, con này phải cho 2-3 con gì đấy. Còn đây là mình sẽ quay một tay cầm điện thoại, một tay quay làm ra nó sẽ hơi khó một chút. Do vậy là mình cho ăn như vậy. Xong rồi mình sau khi mà kết thúc cái clip này thì mình sẽ cho mỗi con 2 con. Chà mào này cũng thế này. Chà mào này thì tỷ lệ mồi của nó sẽ nhiều hơn một chút. Nó có quả chín này. Rồi thì dế hoặc là cao cao này nhá. 5-10 con một ngày cũng được. Bọn chà mào ăn khỏe lắm, nhúc thích ăn suốt. Đây là cái lồng tập lực thi thoảng cho bọn than vào đây tập lực này. Đó. Đây này. Đấy. Nuôi lồng nhỏ nhiều thì con chim nó sẽ yếu. Tập dần với nó đi. Đấy. Rồi bây giờ thì cũng là hơn 1 giờ trưa rồi đây này các bạn này. Đấy. Các bạn ăn sáng được. Sáng nay mình bận quá, đóng cám buổi sáng đơn ra là bận, bây giờ mới lên cho ăn được. Nếu không thì chúng ta sẽ cho ăn vào buổi sáng ấy. Sáng dậy thì mình cho nó ăn vài con đi, xong móc ra cho nó hót vu vơ như nhà ngoài nhà mình này. Đấy, mình nuôi cả dưới tầng nữa cơ. Đây, các bạn vào website camchimdatviet.com để các bạn xem những cái chia sẻ về kinh nghiệm nuôi chim. Đây cũng chia sẻ rất nhiều dạng văn bản, cũng khá là hiệu quả để cho anh em tham khảo thêm nhé. Đây là mình quay lên cho chim ăn thì tiện quay luôn cái clip để cho anh em cùng ngắm xem thực tế. Thế còn thi thoảng thì mình lại làm nhiều clip hơn khác nữa. Đấy. Đấy, rất chân thực cho các bạn cùng xem nhé. Chia sẻ cho anh em cùng xem cái nuôi chòe ở nhà mình. Đấy. Thế thì mình tên là Điệp nhé. Điệp, đây. Lấy tên thương hiệu là Cám Chim Đất Việt. Đấy, các bạn đừng nhầm mình với kênh khác nhé. Đấy, mình có những cái chia sẻ riêng để cho anh em cùng chơi. Cảm ơn anh em. Và mình là Điệp, chủ kênh thương hiệu Cám Chim Đất Việt. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video và luôn luôn tin dùng các cái sản phẩm của Cám Chim Đất Việt.